Better be careful. Doesn't like it. Ôi, ôi, ôi. New planet. It's been so. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cù Quần Vlog. Ngày hôm nay lại theo yêu cầu của tất cả các bạn khán giả, một bạn đã yêu cầu mình rằng là anh ơi, anh thử gọi cho Mommy, Mommy Long Liếc trong Poppy Playtime 2 đi. Có nghĩa là đây là một nhân vật khá là nổi tiếng trong Poppy Playtime và đã ra phiên bản 2 mọi người nhá. Thì ngày hôm nay thì mình cũng đã tìm hiểu về Mommy Mommy Long Liếc rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định ngắn gọn và mình sẽ gọi xúc tích xem Mommy Mommy Long Liếc ở trong Poppy Playtime 2 liệu có ra ngoài đời hay không mọi người nhá. Thì như mọi người biết đến thì Mommy Mommy Long Liếc ở một cái phiên bản Poppy Playtime 2 nó khá là sinh động và nó khá là hay so với Poppy Playtime 1 của Wookie. Đối với phiên bản 2 này thì nhà phát hành trò chơi chơi khá là ấn tượng với những các cái tiếng la hét của Poppy, tiếng la hét của Mommy Mommy Long Liếc nó rất là ghê rợn luôn. Và mình cũng đã chơi trò chơi này nhưng mà chơi trên phiên bản xem trên TV thôi mọi người nhá. Còn thực sự là phiên bản này thì mình phải mua trên máy tính thì mình mới có thể chơi được. Và mình cũng không biết cài cái gì để mà chơi được, bởi vì là máy tính mình cũng không có cho nên là mình cũng không chơi được. Nếu thực sự mà nó có phiên bản trên Android là mình sẽ chơi cho các bạn xem. Trên điện thoại ấy, thì chơi nó sẽ tiện hơn, bởi vì máy tính thì không phải là ai cũng có, thì thường thường trên điện thoại thì nó dễ chơi hơn rất là nhiều. Và trước khi đi gọi điện cho Mommy Mommy Long Liếc ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn điểm sơ qua về nhân vật này là gì. Vì nhân vật này thì Mommy 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 Long Liếc thì chúng ta dịch hiểu ra đó là cô gái chân dài, đại khái là như vậy. Và cô ta có được mệnh danh là giống như một cái người nhện. Nghe là cô ta đi này, đi này. Đấy, anh em thấy chưa? Thì mình cũng sẽ không mô tả nhiều về nhân vật này, bởi vì là chúng ta sẽ tìm hiểu hơn về nhân vật này sau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gọi điện cho Mommy Mommy Long Liếc xem nhân vật này có ra ngoài đời với khán giả của chúng ta ngày hôm nay không mọi người nha. Hôm nay thì rất là đặc biệt, mình sẽ gọi cho Mommy Mommy Long Liếc để xem Mommy Mommy Long Liếc là ai. Thực sự là người này, nhân vật này rất là nổi tiếng, rất là gần đây luôn. Và ngày hôm nay mình sẽ gọi điện luôn để trực tiếp luôn mọi người nha, để xem thế nào nào. Ở đây mình có một cái mình sẽ gọi theo hai phiên bản, đó là phiên bản không gọi video và một phiên bản gọi video mọi người nhé. Thì thường chúng ta hay gọi video, và trước phiên bản thứ nhất là mình sẽ gọi không video để xem Mommy Mommy Long Liếc nó sẽ nói gì đối với mình mọi người nhá. Này, có camera làm chứng mọi người nhá. Ôi em ơi. You are perfect. Too perfect to lose. You're in grave danger. Nói cái gì vậy? Ôi. Nó gọi mình bắt máy luôn này. Cảm giác ghê không mọi người? Ôi trời, cái giọng thôi. Alo, alo ạ. Ôi. Alo, alo. Alo ạ. Xin hỏi đây có phải là số máy của Mommy Mommy Long Liếc không ạ? Trong Poppy Playtime không ạ? Hai không ạ? Ui giời, anh em ơi, sao không nói gì quá? Ui, sao vút vẫn nhiên này? Ôi sao nó không nói gì quá? Anh em ơi, ui ghê thế. Cảm giác hơi rõ một chút mà. Ui trời, sao thì có cái anh mình cho mọi người xem này. Này. Ôi. Nhìn này. Ôi. Nó không nói gì mọi người. Bây giờ mình tắt luôn. Lúc nãy mình gọi điện xong nó không nói gì. Hay là ở xung quanh đây có rất là nhiều người qua lại đây mà
nó không nói gì là thế nào mọi người nhở? Có lý do gì? Bây giờ mình thử bây giờ mình thử gọi video mọi người nhá, gọi phương án thứ hai xem. Nhà máy. Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Đây, máy quay mình nhìn đây. Mọi người thấy cái máy quay mình chưa? You're in great danger. He's watching your every move. So you better be careful. He doesn't like it. Anh em. New planet. It's been so long. Ôi tắt máy anh em ơi. Ôi sao cứ dưới tắt máy rồi cô. Ôi sao sao chứ. Mình cho bạn lần nữa xem nào nha. Ôi ừ, nó lại anh em ơi. Không phải lại lần nữa. Ôi. Alo ạ. Cho xin hỏi đây có máy của mami lòng lép không ạ? Sao anh em nhờ? Kiểu gì quá? Tại sao mà? Nó mình thực sự là mình không hiểu nó nói cái gì mà. Mình không thực sự là mình không thể hiểu nó nói cái gì mà người. Ôi, nó im lặng mọi người này. Tắt máy luôn đi. Mọi người ơi, cái quần mami lòng liếc này nó khá là đặc biệt mọi người ạ. Nhưng mà hay là mình chọn cái địa điểm này mà nó phức tạp như vậy, mà trong đó mình gọi video là mình, mà mọi người thấy không, nó rất tởm luôn. Mình ý là mình muốn mời nó tới đây để ra ngoài đời để xem thế nào, mà không biết nó có tới không. Nhưng mà mình chưa nói được gì mà cứ nói mình không để mình nói mà nó im lặng như vậy, chắc là rất khó mọi người. Quay lên hôm nay là hay là do mình gọi theo hai phương pháp là gọi không thấy mặt và gọi video có mặt. Gọi video có mặt thì nó sẽ hơi tốn tiền hơn so với video không mặt, bởi vì là mạng nó yếu thì sẽ không gọi được. Thường là mạng khỏe thì mới gọi được cả mặt mọi người nhá. Không biết sao tới không có. Cái gì đây nhở? Hình như mình nghe có cái tiếng gì ấy em ơi. Ôi mình nghe có tiếng gì ấy anh em ơi. Ôi anh em thấy gì không? Ôi cái tiếng gì cơ? Ôi nó cười la lá kìa. Cái gì đây nhở? Ông có cười cái gì anh em ơi?